bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này một nơi với những câu chuyện của trái tim đặt vào đó thân yêu ước mơ thật nhiều ước muốn hy vọng tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin Bạn tôi đến gieo mầm say bóng mát tâm hồ. Hãy đặt điện thoại xuống. Một ngày bận rộn, vừa tan sở về, tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của con gái gọi tới. Ngọc Anh đi học rất không nghe lời. Cô giáo hỏi câu nào cũng lờ đi, khi tôi hỏi tại sao thì con cũng không nói. Chị coi dạo này ở nhà có gì khác thường không? Trước giờ con bé vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép mà. Hay có chuyện gì mà con không dám nói với mẹ? Thế hả cô? Để tôi nói chuyện với con bé rồi sẽ báo cô giáo sao nha. Ngọc Anh, cô giáo vừa gọi điện cho mẹ. Mẹ nghĩ là mẹ chỉ cần một lời giải thích chứ không hề muốn trách mắng con đâu. Vậy trước hết con hãy ngồi suy nghĩ đi ăn tối xong con gái vẫn không nói chuyện cùng tôi mà chạy đi coi hoạt hình lúc đó tôi tới chỗ tivi ngồi coi cùng con một chút rồi nhỏ nhẹ con tâm sự với mẹ một chút nha vâng mẹ hôm nay ở lớp sao con không thèm nhìn cả cô giáo vậy tâm trạng của con không tốt sao vâng vậy hôm nay con bị sao con chẳng sao cả trước đây con bé thường khoe các bạn đều hâm mộ mình vì có một người mẹ tâm lý thế mà lần này mình chỉ cần nghe một lý do mà nó lại xử sự như vậy chẳng lẽ mình quá hòa ái với con mà đánh mất cả sự quy nghiêm của một người mẹ rồi sao rốt cuộc là con có chuyện gì hả mẹ sao mẹ lập tức đi về phòng ngủ và suy nghĩ kỹ coi con muốn gì lẹ lên bình tĩnh một chút đi em em là người hiểu con gái rõ nhất nên tin tưởng con em à đúng thế em hiểu con gái mình chứ nó không phải là đứa trẻ lạnh lùng như vậy nhất định có nguyên nhân gì đó anh à con yêu của mẹ con không để ý đến mẹ mẹ rất đau lòng mẹ đã nổi nóng với con thực sự xin lỗi con nhiều lắm nào con mẹ đây mà đừng khóc nữa có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi con bữa nay con đã làm một thử nghiệm coi khi bị người khác không để ý mọi người sẽ thấy thế nào tại sao con lại muốn làm thử nghiệm như thế mẹ có phải lúc con không để ý đến mẹ mẹ sẽ thấy không vui phải không lúc con mãi coi tivi mà không nói chuyện với mẹ có phải mẹ cũng rất không vui đúng thế mẹ cảm thấy vô cùng khó chịu con cũng thường xuyên thấy không vui vì mẹ luôn làm thêm, không có thời gian chơi với con. Gần đây mẹ bận quá, cuối tuần mẹ đưa con đi công viên chơi nha. Mẹ đâu có chơi với con, lúc con chơi cầu trượt, nhảy dây thì mẹ chỉ mãi chơi với điện thoại thôi. Đúng thiệt, mình đã nghiện điện thoại lúc nào không hay. Nhiều lần đưa con bé đi chơi, trong lúc chờ con chơi thì mình chỉ biết lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, vào mạng coi tin tức, lên Facebook nói chuyện với bạn bè. Chẳng hề để ý đến cảm giác của con. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Vậy từ nay, mẹ sẽ chơi và nói chuyện với con nhiều hơn nha. Ngày mai con hãy đi xin lỗi cô giáo được không? Dạ con nhớ rồi ạ. À. Cảm ơn con, nhờ bài học của con mà mẹ như tỉnh ngộ. Nhất định mẹ sẽ cai điện thoại để chơi đùa cùng con nhiều hơn, hưởng thụ trọn vẹn khoảnh khắc tình cảm đầm ấm. Vì thế, những bậc cha mẹ ơi hãy dành thời gian nhiều hơn cho con đặt điện thoại qua một bên và ở bên con thật sự như một người cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con điện thoại có thể ở bên bạn cả cuộc đời nhưng tuổi thơ của trẻ chỉ có một mà tôi